Ok, hello, chào mừng tất cả bạn quay lại với channel Nghĩa Nam Gamer của mình. Thì hôm nay mình sẽ review cho bạn một chiếc xe Mui Trần. Xe này dạng xe du lịch mà ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội các bạn cũng đã thấy mọi người đi trên chiếc xe này đến lắm phố rồi. Thì hôm nay mình sẽ lái chiếc xe này và đưa mọi người đi tham quan một cái tour. Đó, thì tour hôm nay chúng ta sẽ xem cái gì đặc biệt nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ cho bạn xem cái góc của tài xế trên xe. Xe hôm nay chúng ta thì nó sẽ đi với một thời tiết rất là đẹp luôn, chọn thời tiết không gặp mưa mà hiện tượng mưa quá rồi, muốn mùa mưa thì đập lụp cái kéo lên với lại đồ quả thì mình cũng đẹp. Thì bây giờ mình sẽ để đến tổng điểm cái điểm của khách nha, rồi thì chúng ta sẽ review cái xe này nhiều hơn cũng như là cái hành trình của chiếc xe bus này. Bạn xem video thì quên để lại mình một like nhé, mà like và bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh, nhấn thêm chuông để theo dõi những video tiếp theo nha. Thì mình sẽ chia sẻ cái skin chiếc xe này. Skin này rất là đẹp các bạn. Xe này mình lên skin du lịch đồ là rất là vơi luôn, rất là đã luôn. Rồi, chúng ta đang gần đến cái điểm đón khách rồi. Wow, đi đúng rồi. Trước mặt chúng ta là một cái ga. Thì hành khách chúng ta đang đứng với chân vải hảo thanh niên này các bạn. Rồi mình nhường xe cho nó đi nha, nhường nhớ đi quá trời quá đất luôn. Rồi xe vô cái cổng này nha các bạn, tại vì cái xe này là tay lái nghịch cho nên là mình phải lái nó hơi khó so với bình thường. View bên ngoài cho bạn xem này, xe là rất là dài luôn cho nên là lên đoạn này nó sẽ hơi khó. Rồi giờ là xe đã vào nhà ga các bạn. Thì đây là cái nhà xe Pelangi Indasemarajan Simaran, một tên rất là khó đọc. Ai thì chúng ta đã vào vị trí đón khách rồi các bạn. Đó, hành khách chúng ta đang lên xe. Wow, một cái cảnh tượng rất là tuyệt vời luôn. Các bạn xem đừng quên là để lại một like các bạn, mà nhấn cái phần bình luận các bạn để giúp mình ý kiến nha. Thì thời gian tới thì mình sẽ làm skin và chia sẻ skin của nhà xe này nha. Skin của xe này mỗi lần cũng rất là đẹp luôn. Ở đây chia sẻ du lịch. Rồi, chúng ta lên đường nha. Cho anh khách lên xe nhanh nhanh gọn lên. Thì xe chúng ta thì phải đi qua mình. Thì lúc mình ra thì ra bên này các bạn, cho nên là mình bị lái bên này. Đó. Đi từ từ nha, xe này là không có lái nhanh được, tại vì xe tay lái này tay lái nghịch mà, cho nên là nó không còn quen thuộc như là những lần trước nữa. Làm cho mình ram nữa. Thì cái đoạn này là mình phải ra khỏi bên này. Mua ra. Trời ơi. Rồi. Đây là đường này là những cái xe lên trước này, nó sẽ là chạy xe rồi. Nếu gì là lý do gì luôn. Thì mình cho xe lên đây này nha. Hảo tắt đường luôn các bạn. Rồi, đi nha. Thì tắt, chúng ta vẫn đi ra khỏi bến các bạn. Let's go, hành trình chúng ta bắt đầu. Thì do là mấy ngày nay mình cũng rất là bận các bạn, bận việc rồi làm gì trễ này kia, cho nên là không có thời gian để live stream rồi này kia, cho nên hy vọng cái video sắp tới thì mình sẽ ra nhiều hơn. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình nha, đăng ký kênh, nhấn theo chuông, theo dõi những video tiếp theo và giúp cho cái video có nhiều lượt tương tác và like nhiều video, like bạn video vào. Thì mình sẽ cố gắng live stream nhiều hơn để giao lưu cùng với các bạn trong cái video tiếp theo nha. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ trải nghiệm trên chiếc xe này các bạn nhé. Wow, xe rất là đẹp luôn. Chiếc xe này là
chở được mấy chục khách. Cái xe này thường là nó đi hành trình ngắn các bạn, đi vòng vòng trong thành phố để mọi người ngắm phố ngắm phường rồi, là dạng du lịch mà du lịch ngắm phố thôi. Đó, bus visit Hồ Chí Minh. Chỗ này mình lại quên chỗ này mình không lưu. Để lên nha. Đó, các bạn đừng quên là nhắn tôi đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo mà thấy nút chuông nữa. Nhận thông báo cho mình làm video mới và những cái gì VIP. Rồi, let's go. Với chiếc xe này thì chúng ta có thể thì rồi nó chạy phóng kìa, phóng kìa. Ghê thì sức. Thôi rồi nó gì. Đi từ bên này là dắt bên kia. Siêu vãi thì chứ. Đó, góc này là chạy nhìn quê lắm bạn. Giờ chúng ta sẽ trải nghiệm cái góc này nha. Ồ, nhưng mà cái xe này thì cái góc cua các bạn, góc cua nó rất là đẹp luôn, nó không nó dễ cua. Cái vô lăng nó không có quay được nhiều, cho nên là hình như nó quay chỉ có 180 thôi, nhưng không có 360 được. Rồi, nó lên nha. Chúng ta sẽ đi qua cái vùng bên này. Đắt luôn. Các bạn ôm cua, bạn nhớ là ôm cua thì bạn sẽ phải thắng lại nha, hãm phanh lại, chứ còn nếu mà bạn giữ ga và bạn chạy thì không thể nào phanh được. Đó, thì đây là hôm nay hành trình hôm nay thì mình muốn gặp lại review các bạn chiếc xe này nha, chiếc xe 2 tầng, xe bus 2 tầng. Đó, thì đây là một tour khá là ngắn, hy vọng mọi người sẽ trải nghiệm và những cái nhận xét cho mình nha. Thì song song đây là mình sẽ làm những video về review những cái game nào mới nè. Thứ hai nữa là mình sẽ làm và chia sẻ các bạn xem phim. Trời ơi, cái xe kia nó bay luôn rồi hả? Phải thật sự luôn. Đó, các bạn đừng quên là ngần ngại để cho mình một like, các bạn nhấn mạnh cái chuông nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, và mạnh tay góp ý, bỏ phiếu góp ý giúp mình. Xe này mình quên chưa mod cho nó cái cọng vàng. Đấy, bây giờ xe này chạy khá là ổn nha. Đó, chạy nếu mà đường thẳng thì chạy khá là ổn, còn mà nếu mà đường cong, đường góc cua, quốc ngã ba ngã tư rồi thì hơi bị hạn chế các bạn, do là cái góc quay của nó các bạn biết là nó rất là hẹp luôn, không quay mà cũng quay rất cong. Solo, chúng ta đang được vào solo các bạn. Go này. Thì góc quay này thì nó hơi bị hạn chế cho tầm nhìn, tại vì các bạn nhìn thấy là chiếc xe nó này nó bị khuất mất một góc luôn, do là nó phải nhìn qua cái chiều hậu này kia. Cho nên là mình nghĩ chiếc xe này nếu mà thực tế thì bạn lái dễ hơn là bạn chơi game. Chơi những game nhiều khi bạn quay đâu ra không được. Sẽ chạy một tập khá là nhanh nha. Họ phải nói luôn là nhìn này. Wow, let's go. Đó, trời ơi, né tránh quá tuyệt vời luôn. Ok, hôm nay review sơ cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đây, coi cho các bạn biết xem. Đang đứng ngay tại bà Nga Ba đường tịch. Ok, rồi bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo mình sẽ mod skin và chúng ta sẽ làm một hành trình nào đó ok hơn. Rồi, cảm ơn các bạn.